Hello mọi người, mình là Voki, mình là founder của shop Bodymist Red You. Nếu các bạn có quan tâm đến Bodymist thì có thể like, share và subscribe kênh của Voki nha. Bữa nay Voki sẽ giới thiệu cho các bạn 4 bé Bodymist trong bộ sưu tập Ruby Summer. Đầu tiên sẽ là bé Ruby Watermelon. Bé Bodymist này là một bé Bodymist mùi dưa hấu mới ra gần đây thôi. Thông thường á mọi người, những cái chai Bodymist có mùi dưa hấu thường rất là được mọi người yêu thích và được yêu cầu tìm kiếm rất là cao. Tuy nhiên, chai Ruby Watermelon thì nó sẽ gần với một chai Body Beast mới ra trước đây, đó chính là chai Pink Watermelon Plus. Nên là nếu mà các bạn có quan tâm đến chai Pink Watermelon Plus thì bé này có thể đổi qua chai này cũng được, mùi nó sẽ tương tự nha. Trong trường hợp mà các bạn chưa biết mùi của cái chai mà Bookie mới đề cập á, thì Bookie sẽ giới thiệu sơ qua một xíu. Chai này nó sẽ có thành phần là dưa hấu nè, một xíu hoa dâu và một xíu mùi chanh nữa. Tuy là các bạn thành phần nó như vậy thôi, nhưng mà thực tế lúc mà mình sạch ra mọi người, nó sẽ hơi ngọt ngào một xíu và nó sẽ có một chút mùi giống như mùi sữa vậy đó mọi người, chứ nó sẽ không giống với cái mùi cam chanh đâu. Chai này thì nó sẽ không phải là dạng dưa hấu kết hợp với cam chanh nha cả nhà. Nó sẽ hơi giống một viên kẹo sữa dưa hấu và nó rất là dễ thương, ngọt ngào, thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên. Nên là nếu mà các bạn là newbie mà muốn thử mấy mùi mà cute hộp me thì có thể thử chai này nha. Bookie đánh giá chai này khá là cao, trừ cái việc là cái mùi dưa hấu của nó hơi nhẹ nhàng một xíu ra thôi. Tiếp theo nha, Bookie sẽ giới thiệu cho các bạn chai Golden Sunflower. Chai này nó đã được ra mắt 2-3 lần luôn rồi mọi người, và Bookie đánh giá là hãng khá là thích mùi này. Golden Sunflower có một cái bản mùi rất là đơn giản thôi, nó có hoa hướng dương, hoa cam và có một xíu vani nữa. Mùi thì nó sẽ thể hiện khá là chuẩn với những gì mà bản mùi nó ghi ở trên cái chai nha mấy bạn. Bookie thấy là lúc mà Bookie xịt ra thì cái mùi này nó bám rất là lâu luôn. Bookie thì không có thích mùi hoa lắm, nên là cái mùi này nó cũng không có phải gu của Bookie, nên là chắc là Bookie sẽ nhận xét cũng không biết là nó có được khách quen lắm hay không. Nhưng mà gu của Bookie thì nó sẽ thiên về mùi mát hoặc là mùi gỗ hơn. Còn mùi hoa thì thường là Bookie sẽ hơi không có phải gu của Bookie cho lắm. Chai này thì lúc mà Bookie xịt, Bookie cảm nhận được rất là rõ mùi hoa hướng dương cũng như là mùi hoa cam. Sau đó nó sẽ kết hợp với loại vani và cái tỷ lệ của nó cũng khá là đồng đều mọi người. Tuy là nó hơi thiên về hoa hướng dương cũng như hoa cam ở lớp đầu một xíu, nhưng mà càng về cuối thì mùi hoa nó sẽ vơi dần, chủ yếu nó sẽ còn lại mùi vani thôi. Chai này thì ngoài cái việc mà nó bám lâu ra thì Bookie còn nghĩ là đây là một mùi hiếm hoi, mùi thuần hoa á mọi người, nó không có kết hợp với trái cây gì đâu, mùi nó chỉ là mùi hoa thôi. Nên nếu mà các bạn nào mà thích những cái dạng mà mùi thuần hoa có thể thử với mix này. Bên cạnh đó thì Bookie recommend chai này cho những bạn từ sinh viên trở lên, tầm 18 tuổi trở lên dùng chai này sẽ khá là ok, thích hợp cho những bạn nào mà gái nữ tính dịu dàng mà hơi trầm lắng một xíu á, sẽ hợp với chai Golden Sunflower nha mọi người. Bookie sẽ giới thiệu cho các bạn chai Rainbow Wave nha mọi người. Chai này thì nó sẽ gần mùi với chai Cucumber Melon, nên là Bookie phải lấy ra để Bookie minh họa hả mấy bạn. Chai Rainbow Wave thì nó sẽ có một cái bản mùi khá là dễ thương. Nó sẽ có mùi dưa lưới kết hợp với một xíu mùi mát mẻ của nước nữa. Chai này thì cái mùi dưa lưới của nó hơi nhẹ một xíu so với Cucumber Melon. Nếu mà các bạn hình dung Cucumber Melon tầm 8-9 bên mùi dưa lưới đi, thì cái chai này chắc nó từng 3-4 bên phần dưa lưới thôi. Nó hơi ít và độ ngọt nó cũng hơi thấp, có thể là cái mùi nó không có được đậm đà như là Cucumber Melon. Bù lại thì nó rất là mát mẻ và nhẹ nhàng cho các bạn newbie luôn. Nên nếu mà các bạn thích những cái dạng mùi mà trong trẻo, mát mẻ, có hiên trái cây á, thì Bookie recommend chai này nha mọi người. Ok, và cuối cùng là một bé Body Mist màu tím rất là mộng mơ, rất là trong trẻo. Chai này á mọi người thì nó chủ yếu nó sẽ có dừa và vani. Dừa và vani thì có thể là các bạn sẽ thấy nó gần với một chai Body Mist của Victoria's Secret có tên là Coconut Passion. Thì cái chai này nó cũng gần như vậy thiệt đó mọi người. Tuy nhiên thì Bookie thấy nó có một cái hay là mùi dừa của nó khá là nhẹ nhàng, vani của nó cũng vậy, khá là nhẹ nhàng. Và cái mùi này nó trẻ trung hơn một xíu so với chai Coconut Passion nha mọi người. Chai này thì nó mới ra gần đây thôi, nên là có thể là nó không có quá nhiều feedback cho chai Nisco Daydream cho lắm. Nhưng mà Bookie nghĩ là sắp tới nó sẽ có nhiều đánh giá hơn thôi, vì mùi của nó Bookie thấy đơn giản nhưng mà được một cái là nó lại nhẹ nhàng. Với cái bản mùi như thế này thì Bookie nghĩ nó chỉ thích hợp cho những bạn là fan của mùi dừa hoặc là fan của mùi ngọt thì mới nên thử thôi nha mọi người. Tại vì Bookie chưa có thấy cái chai này nó được sử dụng nhiều cho lắm á, nên là Bookie sợ là cái review của Bookie thì nó lại không chính xác cho lắm với số đông. Là trước mắt thì chắc là Bookie chỉ recommend cho các bạn nào là fan mùi ngọt và fan mùi dừa sử dụng bé Body Mist này thôi nha mọi người. Ok, cuối cùng Bookie sẽ chốt lại cho mấy bạn nha. Nếu là các bạn là newbie và muốn mua thử một cái mùi mà nhẹ nhàng dễ thương để đi học
thì hai chai này, chai Ruby Watermelon và chai Rainbow Wave là sự lựa chọn khá là ok. Còn nếu mà các bạn thích những cái mùi hoa thuần hoa để đi học hoặc là đi làm á, thì Boki recommend chai này. Tuy nhiên là độ ngọt của nó hơi cao một xíu, nên là các bạn có thể dùng nó khi trời mát hoặc là dùng trong phòng máy lạnh. Còn chai Disco Day Cream, nó là mùi dừa kết hợp vani, thì Boki recommend cho các bạn nào fan mùi ngọt hoặc là fan của mùi dừa thì có thể sử dụng chai này. Chai này là thuần dừa nhưng mà nó hơi nhạt một xíu mọi người. Cái độ dừa cũng như là vani của nó hơi nhẹ một xíu, nên là nó cũng không có quá rõ dừa cho lắm. Nên là các bạn có thể thử chai này nếu thích nha. Ok, vậy là Boki đã giới thiệu xong 4 chai Body Mist của ngày hôm nay. Nếu các bạn có quan tâm đến Body Mist thì có thể đặt câu hỏi ở dưới đây cho Boki nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.